người hiện đại trương tử dương xuyên qua đông hán cuối năm trở thành trương phi nhị để bắt đầu bị hệ thống rút đi tám phần chỉ số thông minh thức tỉnh mạnh nhất mãn phu hệ thống sau khi vườn đào kết thúc một người thuộc quốc hình người tự đi pháo thức tỉnh lưu bị tứ đề phòng thủ một đợt trương tử dương được rồi đại ca buông tay đánh cược một lần quan vũ đối diện thế lớn chúng ta rút lui trước trương tử dương cái gì đối diện muốn chạy Mãn Phu Văn Chương 1 Bắt đầu thiên hồ, bị rút sạch trí thông minh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về phía đông, bọt sóng đào hết anh hùng Thị phi thành bại quay đầu không? Thanh Sơn vẫn còn, mấy độ tịch dương hồng Một thiếu niên 17-18 tuổi đang ngâm thơ trong viện, tiếng hét bên ngoài liền vang lên Mở chợ rồi Mở chợ rồi thiếu niên không quản bên ngoài động tỉnh nằm ở chính mình làm trên ghế nằm trong tay cầm một quyển xuân thu tiếp tục xem từ cửa viện một đạo mắng chửi đỉnh đạt bóng người đi đến nghe được thanh âm này trương tử dương liền biết là mình đại ca trương phi đã trở lại vội vàng buông sách vở đi lên phía trước đi hỏi chuyện gì lại chọc đại ca tức giận như thế trương phi tựa vào ghế nằm bên cạnh nói với trương tử dương tiểu đệ ngươi có điều không biết cái kia U Châu Thái Thú Lưu Yên tuyên bố thông cáo, chống cự khăn vàng, chiêu tứ phương tinh tráng chi sĩ, đáng tiếc lại không một người đi trước, đại trượng phu không vì nước xuất lực, thế nào là đại trượng phu? Ngay tại Trương Tử Dương muốn trả lời thời điểm, trong đầu đinh một tiếng, ngay sau đó Trương Tử Dương cả người liền bị kéo vào một mảnh hắc ám trong không gian, tại không gian chính trung tâm, một cái ánh sáng màn hình phát ra âm thanh. Mạnh nhất mãn phu hệ thống đang cố định, bởi vì quản ngươi trí mưu ngập trời, ta tự một lực phá chi. Nghe được hệ thống thức tỉnh, Trương Tử Dương vội vàng hỏi. Hệ thống ta hiện tại đang ở thế giới là tam quốc chí hay là tam quốc diễn nghĩa thế giới? Loạn thế trước mắt, có nhiều thứ vẫn nên làm rõ ràng trước thì tốt hơn. Đinh Hệ thống thanh âm lần nữa vang lên kiểm tra đo lường được ký chủ vị trí thế giới, ở vào tam quốc diễn nghĩa lịch sử bên trong, thỉnh ký chủ ở đây thế giới đại phóng hào quang. Trương Tử Dương vỗ vỗ ngực, hoàn hảo là thuộc về tam quốc diễn nghĩa lịch sử quan chính mình trước kia tốt xấu cũng là đọc qua tam quốc diễn nghĩa bình phục một chút tâm tình sau trương tử dương đối với hệ thống nói ra hệ thống trói buộc ngươi có chỗ tốt gì còn có trói buộc như thế nào đinh giống như trầm mặc một hồi sau hệ thống thanh âm mới lần nữa vang lên trói định hệ thống về sau ký chủ liền có thể thu được vô song võ tướng vũ lực do đó tại toàn bộ tam quốc hoành hành về phần trói định hệ thống, bởi vì xuyên qua lúc mang theo năng lượng không đủ, nếu muốn trói định mãn phu hệ thống, phải rút đi ký chủ 8 phần chỉ số thông minh làm trói định điều kiện. Trương Tử Dương nhẹ gật đầu. Trói định hệ thống về sau ta chẳng phải là có thể cùng Lữ Bố, Điển Vi, Triệu Vân đám người tương đương rồi sao? Chỉ bất quá Trương Tử Dương nghe được rút đi 8 phần chỉ số thông minh thời điểm, lộ ra một cái nghi hoặc biểu lộ. Bạn nhỏ, bạn có rất nhiều dấu hỏi không? nhưng mà không đợi trương tử dương mở miệng hệ thống cố định bên trong một phần trăm một trăm phần trăm hệ thống cố định thành công trong nháy mắt trương tử dương bị toàn bộ màn sáng bao vây lên ở trong màn sáng trương tử dương cảm giác cả người đều thăng hoa đó là một loại thiếu hụt thân não thăng hoa chờ màn sáng kết thúc trương tử dương lẳng lặng ngay ngốc tại chỗ giống như cảm giác cũng không có gì nha ngoại trừ đầu óc có chút ai đầu óc của ta đâu đinh trên màn hình lớn xuất hiện một hàng thuộc tính ký chủ. Trương Tử Dương giá trị vũ lực. 120 giá trị trí tuệ. 2,50 giá trị nội chính. 31 giá trị thống trị. 78 giá trị hấp dẫn. Ít hơn độc giả một chút. Trên năm hạng thuộc tính phàm vũ cực hạng giá trị là 120, ký chủ mỗi đánh chết một nhất lưu võ tướng, có thể mở ra một lần thanh động bảo hạt thêm 5 điểm thuộc tính giá trị đánh chết một cái siêu nhất lưu võ tướng có thể đạt được bạch ngân bảo hạp thêm 10 điểm thuộc tính giá trị, đánh chết một cái vô song võ tướng, có thể đạt được hoàng kim bảo hạp thêm 15 điểm thuộc tính giá trị. Trương Tử Dương gật gật đầu, đối với hệ thống tiếp tục nói. Vậy đánh giá cấp bậc nhất lưu võ tướng và vô song võ tướng như thế nào? Căn cứ thuộc tính mặt bản sở đánh giá, nhất lưu võ tướng vũ lực giá trị ở vào 90 điểm đến 100 điểm. Giá trị vũ lực của võ tướng siêu nhất Lưu là 100. 110 điểm. Giá trị vũ lực của võ tướng Vô Song nằm trong khoảng 110, 120 điểm. Trương Tử Dương lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó tỏ vẻ nghe không hiểu, 2.5 không chỉ số thông minh cũng không cho phép mình nghe hiểu, ở bên ngoài, Trương Phi nhìn sững sờ tại chỗ Trương Tử Dương, vội vàng tiến lên lắc lư hai cái. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Tiểu đệ ngươi làm sao vậy ngươi đừng dọa ta a à? lắc lư vài cái vô dụng về sau trương phi liền giơ lên chính mình tay to cạo chuẩn bị giúp trương tử dương thanh tỉnh thanh tĩnh trương tử dương vừa từ hệ thống trong không gian trở về liền nhìn thấy một cái che khuất bầu trời tai to cạo trương tử dương kinh thanh hô lên dây đây ngay sau đó trương tử dương liền bay ra ngoài trương phi xấu hổ cười cười cũng mặc kệ ánh mắt sâu kín của trương tử dương mở miệng nói tiểu đệ ngươi không có việc gì a à? ai nha, ngươi vừa rồi hù chết vi huynh. Ngay khi Trương Tử Dương còn định nói gì đó, một hạ nhân ngoài cửa chạy vào, chắp tay với Trương Phi và Trương Tử Dương. Đại gia, nhị gia, không tốt rồi, một đại hán mặt đỏ thẫm vừa rồi dời nắp giếng ra, đem thịt heo trong giếng toàn bộ phân cho mọi người. Hả? Trương Phi vừa nghe lời này, phát ra một tiếng kinh nghi. Cái kia cối xây ít nhất cũng phải có 300 cân tả hữu, trừ bỏ chính mình, lại còn có người có thể dơ lên được, ngay sau đó liền cảm thấy một trận mừng rỡ. Hiện giờ loạn thế trước mắt, đang lo không có người cùng mình đi đầu quân, vì nước hiệu lực, có tráng sĩ như thế đi cùng, há bất hạnh sao, nhưng vì xác thực, bảo đảm mình vẫn phải tự mình đi một chuyến. Nói xong Trương Phi, từ trên ghế nhảy lên, hướng về chợ phương hướng đi đến, Trương Tử Dương nghe được có người đập phá, để cho hại nhân mang theo chính mình cũng chạy tới. Vừa đi tới chợ, liền thấy đại ca đã đi tới phía đại hán mặt đỏ thẩm, trương tử dương nhìn đại hán mặt đỏ thẩm kia, thân dài chín thước, râu dài hai thước, mặt như quả táo nặng, môi như bôi mỡ, mắt phượng đan, lông mày tầm nằm, một thân áo xanh nón xanh, điều này không ổn chính là quan vũ sao? Chỉ thấy đại ca nhà mình vẻ mặt nghiêm túc đi tới sạp hàng của quan vũ, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm quan vũ, quan vũ chỉ trầm giọng nói. Đậu xanh thượng hạng, mua một ít đi trương phi từ một bên trong túi bắt một nắm đậu xanh cầm ở trước mặt quan vũ dùng sức bóp một cái ánh mắt quan vũ hơi biến hóa nhưng là cũng không có nói thêm cái gì trương phi đem tay mở ra sau đó hướng trên bầu trời ném một cái cái gì đậu xanh ta thấy rõ ràng chính là bột đậu thấy mùi thuốc súng của hai người càng ngày càng đủ trương tử dương trực tiếp xông lên tức giận nói con mẹ nó mày đập bể sân của tao mày lăn lộn trên con đường nào Quan Vũ cũng là trống đến phát mộng, cái gì trên con đường nào? Trương Phi vẻ mặt bất đắc dĩ kêu hại nhân đem vị tiểu đệ này kéo đi, quá con mẹ nó mất mặt. Cuối cùng ở mấy chục hại nhân khung phù cùng với Trương Phi uy hiếp dưới, lúc này mới đem Trương Tử Dương lôi đi, tiễn bước tiểu đệ về sau, Trương Phi tiếp tục nhìn chầm chầm Quan Vũ, bị lôi đi Trương Tử Dương đối với hệ thống nói ra. Hệ thống có thể xem xét bản thuộc tính của hai người không? Đinh lần này cũng không có tiến vào hệ thống không gian bên trong, chỉ là ở Trương Tử Dương trước mặt hiện ra một khối màn sáng, thấy được quan vũ cùng Trương Phi thuộc tính giá trị, tên tiếng Anh. Flying in, nguyên giá trị vũ lực. 112 thông minh. 54 nội vụ. 27 thống trị. 74 quyến rũ. 61 họ tên, quan vũ, tự vân trường bạo lực. 111 trí tuệ. 83 nội vụ. 81 thống trị 91 quyến rũ 84 nhìn thấy thuộc tính của quan vũ, trương tử dương kinh hô một tiếng. Thuộc tính thật xa hoa a à, đại ca nhà mình cũng có thể đánh bằng vũ lực, còn lại hoàn toàn bị nghiền ép. Đang lúc trương tử dương quan sát, bên kia hai người đã vung tay, trương phi vừa ra tay vừa nói. bắp ngươi hai hạt đậu ngươi liền muốn đau lòng, đưa đi ta rất nhiều thịt heo, ngươi như thế nào không nói võ nghệ quyền cước của hai người không tệ, đánh càng có tới có lui, đánh đại khái hai ba hiệp, Trương Phi ném quần áo trên người, đóng to một tiếng, một quyền đánh về phía Quan Vũ, Quan Vũ thuận thế bắt lấy cánh tay Trương Phi, vùng hắn sang một bên. Người chung quanh toàn bộ hô to. Đánh nhau, đánh nhau, xem ra mặc kệ cái nào thời đại, ăn dư quần chúng cũng không ít a, à, đứng mấy hiệp. Trương Phi thậm chí có chút ở vào hạ phong nhìn thấy Trương Phi rơi vào hạ phong, Trương Tử Dương cầm lấy đòn gánh bên cạnh cũng gia nhập chiến cuộc, nói giận: Làm sao có thể để cho đại ca mình chịu thiệt đây? Một gậy quét về phía Quan Vũ, một cổ kình phong sát qua khuôn mặt Quan Vũ. Cổ kình phong này dù là Quan Vũ cũng có chút giật mình. Một gậy này lại có lực đào khủng bố như vậy. Ngay khi ba người tiếp tục ra tay, một bóng người vọt vào, hô to với ba người: Ba vị tráng sĩ thân mang tuyệt kỹ, võ nghệ kinh người, bội phục bội phục. Nhưng mà vừa mới nói xong một cây đòn gánh tráng kiện trực tiếp hướng trên đầu người nọ đập tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quan vũ, trương phi, hai người đồng thời hướng đòn gánh chập tới, đòn gánh hạ xuống, hai người đồng thời lui về phía sau vài bước, lúc này mới có thể ngăn trở. Chương 02 Đạo viên hào kiệt bốn kết nghĩa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lưu bị hai mắt tỏa sáng, vốn tưởng rằng lần này thu hoạch lớn nhất là quan vũ trương phi hai vị tráng sĩ, không nghĩ tới trước mắt thiếu niên, không bằng như quan năm, cũng đã có sợ bá vương gánh đỉnh lực lượng. Trương Phi lên tiếng quát lớn. Tiểu đệ không nên hồ nháo, vi huynh và hai vị tráng sĩ này vừa gặp đã thân, đang muốn cùng đi trang viên uống rượu tự sự. Trương Tử Dương nhẹ nhàng cắt một tiếng, đối với Trương Phi làm cái mặt quỷ. Lười chim ngươi. Trương Phi tức giận thổi râu trừng mắt. Trưởng huynh như phụ, trưởng tẩu như mẫu, hôm nay vi huynh sẽ cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tình thương của phụ thân. Nói xong liền sáng tay áo lên, thấy thế lưu bị và quan vũ vội vàng giữ chặt Trương Phi, lúc này Trương Phi mới nhớ tới chính sự, chắp tay cười nói với quan vũ. Vì tráng sĩ này, vừa rồi nghe hạ nhân nói, có người có thể dơ cối xây ta thiết lập lên, cố ý chạy tới, muốn tự mình lĩnh giáo thân thủ tráng sĩ một chút, ra tay với tráng sĩ, kính xin thứ lỗi. Quan Vũ cũng chấp tay thì ra là thế ta còn tưởng rằng ngươi là tới đòi tiền thịt heo hai người nhìn nhau tiếng cười sang sảng truyền ra trương phi vừa nói một chút thịt heo không đáng nhắc đến hai vị không giống ta cùng đến trang uống rượu nói chuyện ba người vừa chắp tay liền hướng trang thượng đi đến chỉ có trương tử dương đi theo phía sau vẻ mặt nghi hoặc nói thật đúng là thục hán có cơ tình thục hán tào ngụy có khí khái tào ngụy đông ngô có đông ngô điểm đến mới thôi điểm đến mới thôi. Bốn người cùng đi tới Trương Phi trong trang viên, dọc theo đường đi ba người vừa nói vừa cười, chỉ có Trương Tử Dương tại nhàm chán nằm lấy một cọng cỏ, Trương Phi trong lòng nghi hoặc, tiểu đệ này lần trước ngay ngốc một hồi, như thế nào hiện tại cảm giác có chút ngốc hồ hồ. Trong đào hoa viên, trước mặt bốn người có một cái bàn, Trương Phi chắp tay nói. Ta họ Trương Danh Phi, tự dịp đức, bình sinh thích nhất kết giao thiên hạ hào kiệt, hôm nay may mắn gặp hai vị tráng sĩ, cùng hai vị nhất kiến như cố, hôm nay nhất định phải cùng hai vị uống rượu. Nói xong liền mở vào rượu trước bàn ra, rót cho hai người một chén, lúc này quan Vũ đứng ra chắp tay nói. Mổ họ quan tên Vũ, tự vân trường, Hà Đông giải lương nhân thị. Ngay sau đó hai người ánh mắt đi tới Lưu Bị trên người, Lưu Bị mặt như hoa đào, cười đối với hai người chắp tay nói. Tại hạ Lưu Bị tự huyền đức, Lưu Bị vừa nói, ánh mắt cũng chuyển dời đến trương tử dương trên người, chứng kiến Lưu Bị, Quan Vũ hai người ánh mắt đồng thời chuyển qua trên người của mình, Trương Tử Dương tò mò hỏi. Còn có phần của ta? Nụ cười của Lưu Bị vẫn như gió xuân. Tiểu huynh đệ nói gì, bốn người chúng ta nhất kiến như cố, tự nhiên sẽ không bỏ rơi tiểu huynh đệ. Trương Tử Dương thấy thế cũng chấp tay hành lễ. Tại hạ họ Trương tên Minh tự Tử Dương. Nói xong liền cầm lấy vào rượu trên bàn, rót cho mình một chén, nói với ba người ba vị đại ca thứ lỗi tiểu đệ xin kính trước bình thường có thể không uống được đại ca này rượu ngon hôm nay không được uống nhiều một chút ba người cũng là bưng lên chén rượu uống xong trong chén rượu sau lưu bị đối với ba người nói ra ta thấy ba vị huynh đệ đều phi thường người hôm nay hoàng cân hung hăng ngang ngược thiên hạ đại loạn quần hùng cùng khởi không biết ba vị có nguyện cùng ta giúp đỡ hán thất thành tựu một phen đại nghiệp hay không hai người quan vũ trương phi vốn có ý đầu quân nghe được lời này của Lưu Bị tự nhiên là mừng rỡ vạn phần. Lưu Bị tiếp tục nói. Có một người, nguyên là hán thất tông thân, tổ tiên của hán Trung Sơn tỉnh Vương, nguyên là hiếu cảnh đế con thứ bảy, về sau, bởi vì tổ tiên đuổi hưu ngừng đợi, không có đúng hạn nộp tiền thù lao, bị tước đi tước vị, trong đó một chi tộc nhân, liền lưu lạc tới nơi đây. Quan Vũ Trương Phi hai người nghe đến nhập thần, mà một bên Trương Tử Dương thì là dơ lên vò rượu, một chén tiếp theo một chén đi xuống làm, các ngươi nói các ngươi, ta uống của ta, không có gì đáng ngại. Nhưng mà lúc này Lưu bị nói xong hốc mắt liền ương ước. Nhưng đến đời cháu thứ 18, lại rơi vào nhà chỉ có bốn bức tường, nghèo rất mồng tơi. Quan Vũ nhắc lời Lưu bị, tò mò hỏi. Nếu gia thế của người này hiển hách như vậy, vì sao không muốn khôi phục tổ nghiệp, trọng chấn gia phong? Lưu bị thở dài một hơi. Người này 15 tuổi, du học tứ phương, tìm sư phỏng hữu, thường tư báo quốc gia, hạ an lê dân, nhưng hôm nay hắn đã 28 nhưng vẫn là kẻ vô tích sự a, à. kết quả chỉ có thể mang chí khí trống rỗng. Trương Phi vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Ta sao chưa từng nghe qua, nơi đây có gia thế như vậy người, ngươi nói người này là ai?" Thấy ba người đều không chú ý tới mình, Trương Tử Dương lá gan lớn lên, trực tiếp dơ vào rượu lên uống. Lưu Bị lại là hướng ba người chắp tay chỉ bất quá nhìn đến trương tử dương thời điểm ánh mắt ít nhiều có chút câu quất mở miệng nói không dám giấu giếm người này chính là tại hạ trương phi vội vàng nói thì ra lưu huynh chính là quý nhân a à, lưu huynh ngươi nói đi lão trương là một người thô lỗ ngươi nói làm như thế nào chúng ta liền làm như thế đó lưu bị lại lắc đầu ta muốn chiêu mộ hương dũng thảo tạc an dân chỉ hận tài lực không đủ a à nghe nói như thế trương phi cười to nói lưu huynh không biết lão trương ta rất có gia tư a à? nghe nói như thế trương tử dương không vui nói với trương phi cái gì gọi là ngươi có gia tài tiền này còn có một phần của ta trương phi phất phất tay nói trưởng huynh như phụ vẻ mặt của trương tử dương lúc này đậu má chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sĩ như vậy kết thúc trương phi đề tài về sau Lưu Bị tiếp tục nói. Đơn ti bất thành tuyến, độc một bất thành lâm A, chỉ sợ thế đơn lực bạc A. Nghe Lưu Bị nói như thế, quan Vũ lập tức ôm quyền nói. Như mông bất khí, mổ nguyện đi theo. Nghe được lời này của quan Vũ, Lưu Bị lập tức đứng dậy, chắp tay nói với hai người quan Vũ và Trương Phi. Hai vị anh hùng thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, càng đảm nhận người, xin nhận Lưu Bị một bái. Lưu Bị cúi chào hai người, hai người lập tức ngồi không yên, vội vàng đi xuống đỡ Lưu Bị, Trương Phi mở miệng trước. Lưu Huynh, đây là vì sao, không cần như thế. Hốc mắt Lưu Bị lại ương ước. Chuẩn bị phiêu bạc nửa đời, khổ sở tìm kiếm người cùng chung chí hướng, như hôm nay, được ba vị anh hùng, không khỏi cảm kích, chuẩn bị muốn cùng ba người ngươi kết làm huynh để sinh tử, không biết ba vị ý như thế nào. Trương Phi lập tức chắp tay nói. Ta đã sớm có ý này, bốn người một lòng, đất vàng biến thành vàng, có Lưu Huynh mang theo lão trương ta, đại sự nhất định có thể thành. Lưu Bị lại quay đầu nhìn về phía quan Vũ. quan Vũ cũng chấp tay nói. quan Mổ mặc dù một giới võ phu, nhưng cũng biết trung nghĩa hai chữ, bởi vì cái gọi là trạch mộc chi cầm, đắc tê lương mộc, trạch chủ chi thần, đắc ngộ minh chủ quan Mổ bình sinh chi nguyện, vậy là đủ. Từ nay về sau, mệnh của quan Mổ tức là mệnh của Lưu Huynh, thân thể của quan mổ tức là thân thể của Lưu Huynh, nhưng dựa vào sai khiến, tuyệt không hai lòng. Trương Phi cấp bách ở một bên đang muốn nói cái gì, Trương Tử Dương đi tới đối với Lưu bị chấp tay nói. Ta cũng giống như vậy. Trương Phi đột nhiên cảm giác có thứ gì đó bị cướp đi, nhưng lại nói không nên lời, nói xong ba người lại ôm cùng một chỗ. Trương Tử Dương sau khi nhìn cảm giác một trận ác hàng, thật là một cơ tình tràn đầy. Ba người báo xong, trương phi cùng quang vũ đối với lưu bị chắp tay trăm miệng một lời nói đại ca lưu bị đầu tiên là nhìn quang vũ một chút nhị đệ tiếp theo lại nhìn trương phi tam đệ nhìn trương tử dương tứ đệ trương tử dương nói với ba người đại đệ nhị đệ tam đệ lưu bị đầu tiên là gật gật đầu ngay sau đó phát hiện chỗ nào không thích hợp sau đó vẽ mặt hồ nghi nhìn trương tử dương trương phi xấu hổ ho khan hai tiếng sau đó từ dưới gầm bàn lấy ra một cái lư hương đặt ở chính giữa bàn lại rót một chén rượu rải ở trong vườn đào sau đó đem ba người gọi tới bốn người quỳ gối trước bàn ba cái dập đầu trăm miệng một lời hô ta là lưu bị quan vũ tôi bay trương tử dương bốn người nguyện kết làm huynh đệ sinh tử không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh chỉ cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày quan vũ trương phi lưu bị ba người hô ngược lại là không có vấn đề gì chỉ bất quá đến trương tử dương thời điểm cái này cùng năm cùng tháng cùng ngày chết nhưng là như thế nào cũng hô không được trương tử dương vẽ mặt cổ quái nhìn ba người tuổi của mình nhưng là so với ba người này nhỏ hơn 10 tuổi a à. chính mình chỉ là bị rút ngắn chỉ số thông minh nhưng là cũng không có hoàn toàn rút ngắn a à. thật coi ta trương mổ nhân là kẻ ngốc a à. nói xong còn lộ ra một cái tự cho là rất thông minh biểu tình chương không ba Trảm khăn vàng, thiếu niên anh hùng dương phong mang Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 4 Thanh Châu Chi Vây Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 5 Tử không nói, quái lực loạn thần Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 6 Bần đạo trương giác, thỉnh đại hán chịu chết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Khăn vàng hủy diệt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 8 Trương tử dương giết đốc bưu, lưu bị chào từ giả huyện lệnh bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương không chính Lữ bố đâm đinh nguyên, động trác phải hổ tướng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Viên thiệu giận giữ mắng mỏ động trác, mạnh đức hiến thất tinh bảo đao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.